Xin chào các anh chị em trong nước và ngoài nước, một lời thân thương nhất. Dạ, chú tên gì chú? Chú tên Ngũ Văn Ngọ, 58 tuổi, công việc là chạy xe rác. Hồi trước thì khổ, bây giờ cuộc sống thì nó khá hơn một chút. Bây giờ mình nghĩ lại, mình tìm một nửa yêu thương của mình. Các cô ở đi đi bán vé số cũng được. Dạ. Rồi có nhà riêng ấy thì càng tốt, còn không có thì về bên mình sống. Dạ. Nếu như các cô bán vé số mà không có nhà rồi, chú có đồng ý tìm hiểu không? Rồi đồng ý. Trong lúc mà về tới nhà thì mình hoàn cảnh của mình á thì rất cô đơn. Rồi nhiều khi á buồn rồi nghĩ rồi cái đầu khóc thầm ở trong bụng. Sao người ta có gia đình á sum túc còn mình á lại sống cô đơn một mình. Các chị em á có đồng cảm chung với tôi thì chia sẻ với lại chương trình, rồi chương trình á kết nối giữa hai người tìm hiểu nhau. Dạ em nghĩa xin chào cô chú anh chị thân thương trong và ngoài nước. Dạ con chào chú. Nên chào chủ nghĩa. Chú ơi chào khán giả giúp con. Xin chào các anh chị em trong nước và ngoài nước, một lời thân thương nhất. Dạ con cảm ơn chú. Cô mời chú chia sẻ giúp con hiện tại năm nay mình mấy mươi, mình từ đâu đến đó chú? Năm nay chú 58 tuổi, từ Long An đến. Dạ chú tên gì chú? Chú tên Ngũ Văn Ngọ. Chú Ngọ 58 tuổi, từ Long An đến. Chú sinh năm bao nhiêu chú? 1966. Dạ, con cảm ơn chú. Con mời chú chia sẻ giúp con hiện tại bây giờ tình trạng hôn nhân của chú á. Chú sống độc thân. Là lúc trước chú có gia đình lần nào chưa? Dạ, có chỉ bạn bè. Là chưa có kết hôn lần nào hả chú? Dạ. Mình có làm giấy kết hôn với cô nào lần nào chưa? Dạ không. Có đám cưới lần nào chưa? Dạ không. Chưa có đám cưới lần nào luôn. Dạ. Dạ. Sao hồi trước mình không tìm nửa yêu thương mình đám cưới chú? Trước là lo làm kiếm tiền phụ cha phụ mẹ. Dạ. Chưa 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 có nghĩ tới vấn đề kết hôn. Dạ. Rồi bây giờ mình nghĩ tới hả chú? Dạ. Chú mới vừa chia sẻ là chú 60 mấy tuổi? 50 mấy tuổi? 58 tuổi. Bây giờ là chú 58 tuổi, chú lên chương trình chú tìm nửa yêu thương. Dạ, con cảm ơn chú. Con mời chú chia sẻ thêm giúp con. Hiện tại bây giờ mình làm công việc gì chú? Giờ là công việc là chạy xe rác. Chạy thêm ráp ôi. Bộ đồ này là chú chạy thường ngày á hả? Dạ đúng. Dạ, rồi thường thường là chú chạy từ mấy giờ đến mấy giờ? Chạy từ hồi 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. À, mình chạy như thời gian dài vậy là chú có thể bật mí giúp con ha, cái thu nhập mình hàng tháng khoảng bao nhiêu không chú? Thu nhập hàng tháng là cỡ 10 triệu. Dạ cỡ 10 triệu ha, có khi nào trên không? Cũng có. Dạ mỗi một tháng thì thu nhập 10 triệu, một mình chú thì trang trải cuộc sống thì chắc dư, cũng có dư một phần ha chú. Là đúng. Dạ hiện tại thì cái công việc chú làm là khoảng bao lâu rồi chú? Làm hồi trước là đi làm bảo vệ được mấy chục năm. Dạ. Bây giờ nghỉ nghỉ làm bảo vệ, giờ đã bước qua đăng ký chạy xe đạp. Dạ. Mình chạy được 8 tháng bên xe ráp. Đúng. Dạ. Con mời chú chia sẻ thêm cái ưu điểm và cái khuyết điểm của mình nói chú để cho cô chú khán giả biết rõ được như mình hơn. Ưu điểm thì hiền, Dạ, ưu điểm là thật hiền. thà, Dạ. không lừa dối, không lừa gạt ai hết. Dạ. Khuyết điểm thì hay ưa khóc thầm một mình. Dạ. Thời điểm là quen bạn bè Dạ. xong rồi bắt đầu chia tay rồi bắt đầu khóc. Dạ, mình khóc mình nhớ hả chú? Đúng. Dạ. Hiện tại thì chú ở Long An nhưng mà chú làm việc ở đâu? Mình ở Long An mình chạy xuống thành phố mình chạy. Mình làm việc chạy ráp là ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó đúng. Dạ. Ngôi nhà Long An chú ở bao lâu rồi chú? Ở từ hồi năm
năm 76 tới giờ. Dạ, năm 76 là chú ở đến bây giờ là mấy chục năm hả chú? Dạ. Dạ, con cảm ơn chú. Con mời chú chia sẻ giúp con chiều cao và cân nặng của mình để cho các cô chú biết rõ. Chiều cao quá thì 1m68, Dạ. nặng á thì 45 kg. Dạ. Chú 1m68 nặng 45 kg. Chú tìm hiểu nữa thương thì các cô chiều cao và cân nặng như thế nào để phù hợp với mình á? Sao sao cũng được. Dạ, không quan trọng hả chú? Đúng. Rồi chú tìm nữ thương thì các cô á, độ tuổi bao nhiêu đến bao nhiêu á chú? Độ tuổi từ 65 45 đến 65. Dạ, độ tuổi từ 45 đến 65. Chú có phân biệt là các cô ở vùng miền nào không chú? Dạ không. Ở đâu cũng được hả chú? Dạ. Thì chú thì bây giờ đang công việc chạy ráp, thì chú tìm nữ thương là chú cái tiêu chí chú là có cần là các cô đó công việc gì ổn định và có nhà cửa kinh tế như thế nào, không mời chú chia sẻ thêm. Các cô ở đi đi bán vé số cũng được, Dạ. rồi có nhà riêng thì càng tốt, còn không có thì về bên mình sống. Dạ. Nếu như các cô bán vé số mà không có nhà rồi chú có đồng ý tìm hiểu không? Đã đồng ý. Dạ. Sau khi chương trình này anh em con phát sóng lên thì các cô mà bán vé số liên lạc về chương trình thì con có cho số các cô được không chú? Đã được. Dạ. Cảm ơn chú. Dạ, chú có thể chia sẻ một phần cuộc sống của chú từ trước đến nay để cho các cô hiểu được cái tâm tư của chú để liên lạc về chương trình tìm hiểu chú không? Con mời chú chia sẻ. Từ đó tới giờ á là mắc lo làm phụ cho mẹ, bây giờ cuộc sống hồi trước thì khổ, bây giờ cuộc sống thì nó khá hơn một chút. Bây giờ mình nghĩ lại mình tìm một nửa yêu thương của mình để quãng đời còn lại. Dạ, rồi mỗi khi chú đi làm về thấy gia đình là các cô chú cạnh bên là có được bữa cơm gia đình đầm ấm, chú cảm nghĩ như thế nào? Cũng mời chú chia sẻ thêm. Mình cũng buồn ở vấn đề đó, nhưng mà bây giờ hoàn cảnh của mình chưa tìm được một người nào. Chú buồn vấn đề đó là buồn như thế nào chú? Buồn là về hoàn cảnh là về cơm nước thì ăn ngoài đường, Dạ. rồi bệnh đau thì không có ai chăm sóc qua lại với nhau. Bây giờ Dạ. mình muốn tìm một người để chăm sóc quãng đời còn lại. Dạ, cho dù các cô bán vé số chú cũng chấp nhận hay chú? Dạ. Rồi các cô ví dụ như làm những cái công việc khác như lượm ve chai hay là đi làm những cái này kia rồi chú có chấp nhận không? Dạ, cũng được. Là Mà biết biết thương yêu với nhau, chăm lo với nhau là được rồi. dạ, chú có phân biệt là các cô làm cái công việc gì không chú? Dạ không. Công việc gì cũng được hả chú? Dạ. Dạ. Chú chia sẻ thêm giúp con. Trong 8 tháng qua chú làm công việc chạy ráp á, chú có những cái khoảnh khắc nào mà vui buồn gì không? Chú có thể chia sẻ cho cô chú biết rõ được gì mình đó chú. Trong 8 tháng qua mình chạy xe, trong lúc mình chạy xe thì không nói, trong lúc mà về tới nhà thì mình hoàn cảnh của mình thì rất cô đơn, rồi nhiều khi buồn, rồi nghĩ, rồi cái đầu khóc thầm ở trong bụng, sao người ta có gia đình sum túc còn mình lại sống cô đơn một mình. Dạ, mình buồn khóc vào mỗi đêm hả chú? Là đúng. Dạ, rồi chú ở nhà một mình vậy là vào mỗi buổi sáng là khoảng mấy giờ là chú đi làm? Sáng là khoảng tầm cỡ 6 giờ Sáu mình giờ. đi làm tới tới 8 giờ tối mình về. Dạ, chú nếu như có các cô liên lạc về chương trình tìm hiểu đủ duyên với chú có những lời gì chia sẻ để cho các cô an tâm không? Con mời chú chia sẻ. Nếu mà ai mà có đồng cảm như tôi á, thì về á, sống cùng với tôi chăm lo quãng đời còn lại. Dạ, là ở bên nhà chú hay là ở bên nhà cô? Nếu mà bên nửa yêu thương đó có nhà thì càng tốt, còn không có thì về bên gia đình bên đây ở. Dạ, vậy bên chú ở còn có gia đình thì bên nào cũng được, cái đó là sau này sẽ hai người sẽ bàn bạc hả chú? Đã đúng. Dạ, con mời chú chia sẻ thêm
cái ưu điểm khuyết điểm của chú, ví dụ như rượu bia thuốc lá hay là những cái sở thích gì đó, để cho các cô hiểu á chú. Rượu bia thì mình không bao giờ mình uống, mình chỉ có là cà phê thuốc lá hoặc là trong đám tiệc ở trong gia đình, cúng cơm cha cúng cơm mẹ thì có uống một hai ly rồi nghỉ. Còn ngày thường thì mình lo chạy xe để kiếm đồng tiền sống qua ngày. Rồi cái kinh tế của chú vậy là đủ, nếu như đủ duyên với các cô là chú đủ lo cho đầm bập cho các cô không? Đã đủ. Kinh tế của mình là đủ, mỗi mỗi tháng cũng hơn 10 triệu, khoảng 10 triệu là cũng vợ chồng cũng sống khỏe ra hết chú. Đúng. Con cảm ơn chú. Thì hôm nay chú đến với chương trình, anh em con chú có đồng ý cho anh em con sử dụng hình ảnh lời nói của chú đăng lên cộng đồng mạng truyền thông để tìm nửa yêu thương cho chú không chú? Dạ đồng ý. Cuối chương trình con cũng chúc chú sớm tìm được nửa yêu thương để bù đắp lại những cái tháng năm chú cô đơn. Cuối chương trình chú có những lời gì chia sẻ để cho các cô an tâm liên lạc về chương trình để tìm hiểu chú không? Nếu mà các anh em, các chị em có đồng cảm chung với tôi thì chia sẻ với lại chương trình, rồi chương trình kết nối giữa hai người tìm hiểu nhau để mình đến với nhau để lo chung sống quãng đời còn lại. Con cảm ơn chú. Em nghĩa cũng xin tạm dừng chương trình ở đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị thân thương ở các video sau. Cô chú anh chị có tìm người thân thất lạc, tìm việc làm, kết nối yêu thương, vui lòng liên lạc về chương trình, anh em sẽ hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Em xin chào. Con chào chú ạ. Chào Phúc Nghĩa và các anh chị em trong nước và ngoài nước, một lời chào thân thương nhất. Dạ dạ